Vâng, Khang Minh GPL xin kính chào toàn thể các bác và toàn thể quý anh em nhé. Buổi sáng ngày hôm nay, sáng sớm đầu tuần, Khang Minh làm thêm một cái video về cái model SUV SRX828SP. Thì do nhiều công việc quá cho nên là những cái việc quan trọng nhất thì Khang Minh lại quên mất không nói. Trong buổi tối hôm qua Khang Minh test cái model SUV này, Khang Minh sẽ ghép khách hàng bởi vì có khá nhiều anh em muốn sở hữu một chiếc SUV này. Và cái video này Khang Minh lên để ghép khách hàng. Khi có một khách hàng nào nữa mua một chiếc này, Khang Minh sẽ ghép và Khang Minh sẽ bán được cả cặp. Còn nếu mà Khang Minh bán lẻ một chiếc thôi thì Khang Minh sẽ không bán. Riêng cái model SUV này nó là SUV kép và SUV khủng, SUV cao cấp rồi, cho nên nó rất đắt tiền, ngót nghét 100 triệu. Cho nên Khang Minh không thể bán lẻ. Hiện tại đã có một em nhắn tin đăng ký Khang Minh để sở hữu một chiếc SUV này. Thì Khang Minh cắm hôm qua là test chiếc bên trên. Đây là quay qua mấy anh em cuối tuần sang tham quan đồ rồi thì chuẩn bị xem mấy cái thiết bị mà Khang Minh hiện tại trên shop và sắp tới về. Khang Minh cắm thêm chiếc bên dưới này. Nói qua mấy cái chương trình mặc định của nó hôm qua Khang Minh quên mất chưa. Nó đánh từ 60Hz cho tới 120Hz các bác nhé. Còn các bác, mọi người muốn can thiệp sâu về âm thanh, muốn bẻ góc súp mềm hay là cứng hay là không cần soi, quay được hết mà. Thì cắm led guột vào, cắm máy tính vào, can thiệp sâu về âm thanh hơn. Đây, chiếc bên dưới này, đây là chiếc bên dưới, chiếc này là hôm qua chưa test. Chiếc bên trên này, ấy ly lông nó đậy cái màn hình LCD nó vẫn còn nguyên này. Đó, đây là chiếc hôm qua Khang Minh test này. Chiếc bên dưới đây Khang Minh thao tác, sau đó test qua một cái tiếng súp nhẹ nhẹ. Đấy, chương trình số 5 này các bác xem này, 120Hz. Chương trình số 6 là các Dion, các VDD. Các VDD này kiểu như là chương trình đó, chương trình số 7. Chương trình số 8 Bass Set 10, nó có rất nhiều chương trình. Chương trình này kiểu như chương trình tùy chọn người dùng ấy, người dùng vào chương trình này và can thiệp máy tính làm theo ý thích của mình. Chương trình 4 chương trình này, 1 này, 2 này, 2 là 60Hz này. Chương trình số 3 là đánh giải tần 80Hz này. 4 là 100Hz này. Đó. Chọn tạm cái chương trình số 4. Cái chương trình số 4, cái tiếng súp 100Hz. Vặn maximum lên. Cái tiếng súp nó rất là đẹp. Maximum nhá các bác nhá. Khang Minh tắt nó đi đã, để mở cái âm lượng ở cái điện thoại này nó vừa phải, không là mở lên là các bác và Khang Minh ở đây giật mình luôn đấy. Khống chế bằng âm lượng ở đây đã, sau đó mới mở cái tiếng súp lên. Cái cái âm thanh mà Khang Minh test ấy, về test cái tiếng súp thì nó không như là full. Đó, bắt đầu đánh rồi đấy. Nó không như là full các bác nghe. Nếu mà các bác đến trực tiếp Khang Minh thẩm âm ấy, thì nó gấp nhiều lần so với mọi người nghe lại trên YouTube. Bởi vì trên YouTube, tại sao Khang Minh nhắc các bác là hãy chuẩn bị tai phone xịn để đeo mỗi khi Khang Minh test âm. Khi các bác đeo cái tai phone xịn vào thì ví dụ như trực tiếp 10 thì đeo tai phone xịn vào sẽ cảm nhận được khoảng 6 đến 7 phần, chứ không được 10 đâu. Nó khác hẳn. Trên thực tế thì nó khác vô cùng, nó đánh dã man kinh khủng luôn. Tại sao những lúc mà cái súp này hay là Khang Minh test súp, test cả phone ấy mà Khang Minh nói gào hết cỡ, nó mới có cái âm thanh để các bác
các bác nghe thấy tiếng Khang Minh nói trên trên video, cho nên là Khang Minh nói qua về về cái âm thanh test âm để mọi người nắm được khi mọi người nghe lại trên YouTube, nó suy giảm đi mất mấy phần. Kể cả các bác và quý anh em mở lại trên thiết bị nhà mình, hoặc là mọi người mà dùng tai phone để nghe. Bây giờ mở qua cái tính súp chiếc bên dưới nhá, cho to này. Đó, cho Khang Minh chỉ có cho vừa phải thôi, cho vừa phải thôi, không thì nó rung trần, rung nhà rất là khó chịu. Nó rung nhưng mà cái súp này nó là súp Acti, nó cao cấp vô cùng luôn. Nó đánh quá là hay, súp 2 ôm. Cái tiếng súp nó lặng như cối xay luôn, mà nó chìm sâu, mà nó lặng trịch. Tuy nhiên áp lực âm thanh rất là kinh khủng, nhưng mà đứng trước loa, đứng trước súp nó không khó chịu một chút nào. Đó là JBL Pro, nó đẳng cấp ở cái đó các bác nhá, chứ không phải như những cái model, những cái thương hiệu loa khác, hay là những cái loa không cao cấp. Mọi người đứng trước loa thì hay là nghe những cái loa linh tinh đó thì chỉ muốn chạy thôi, bởi vì nó rất khó chịu. Tiếng súp nó êm, nó sâu, nó mềm và nó lực như này, nhưng mà hoàn toàn không có đuôi, nó đánh gọn toách luôn, đẳng cấp không hề rẻ. Đó là SRX828SB. Đó, Khang Minh là một cái video buổi sáng sớm ngày hôm nay như vậy. Các bác và quý anh em nào nhanh tay sở hữu, không là có thể là rất là nhanh có chủ. Số điện thoại, địa chỉ của Khang Minh trên tấm biển này. Các bác và quý anh em nào quan tâm đến những sản phẩm âm thanh bị bãi đồ tuyển chọn, vui lòng liên hệ cho Khang Minh. Đặc biệt là cặp súp SRX828SB, Khang Minh đã lên video test và có video giới thiệu cụ thể chi tiết trong cái hôm mà cặp loa này cập nhật Khang Minh. Mọi người cần xem thì xem lại video đó. Loa đẹp, chỉ có thiếu cái thùng cắt tông thôi. Khang Minh xin dừng video tại đây. Cuối tuần chúc các bác và quý anh em vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở những video lần sau.